Theo đánh giá, Inscredit là ứng dụng cho vay hàng đầu tại Việt Nam. Toàn bộ quy trình đăng ký vay đều được quản lý chặt chẽ và tuân thủ theo các yêu cầu pháp lý tốt nhất nhằm mang lại cho khách hàng những quyền lợi tốt nhất. Vậy Inscredit là gì? Điều kiện vay tiền Inscredit ra sao? Cách đăng ký vay như thế nào? Hãy tìm hiểu cùng VNCast 24 giờ ngay sau đây nhé. Inscredit là gì? InCredit là ứng dụng cho vay tiền nhanh trong ngày 100% không thế chấp và khố tuy là app vay tiền online mới trên thị trường nhưng InCredit đã tạo được những hiệu ứng tốt, thu hút rất nhiều khách hàng quan tâm sử dụng. Vì thế, đến nay, chỉ trong vòng 3 năm, ứng dụng này đã có hơn 15 triệu khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ và trở thành một trong những công ty tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Thông tin liên hệ InCredit, công ty trách nhiệm hữu hạn Terro, hotline sáu, email a inscredit vn Địa chỉ 915 xuyệt 74 8 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế 0315 -088. Có nên vay tiền tại Inscredit không? ưu điểm, khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi sau khi đăng ký vay tiền tại Inscredit. Quy trình vay vốn hoàn toàn trực tuyến, chỉ cần chứng minh nhân dân căn cước công dân hợp pháp khách hàng có thể đăng ký vay tiền mà không cần thế chấp tài sản hay bảo lãnh. Sử dụng khoản vay trong hạn mức tín dụng mà Inscredit đề ra. Hạn mức vay tại Inscredit cao hơn hẳn với những nền tảng vay khác lên đến 50 triệu đồng với hình thức vay trả góp lên đến 6 tháng. Khách hàng được lựa chọn khoản vay mong muốn. Đây là điểm khác biệt nổi bật so với các sản phẩm tín dụng khác. Ví dụ, tháng 1, Hải đăng ký vay tín dụng qua Inscredit. Thủ tục hoàn chỉnh được xét duyệt hạn mức 50 triệu đồng. Tuy nhiên đến tháng 5 Hải mới phát sinh nhu cầu sử dụng 5 triệu đồng để chi trả tiền mua điều hòa gia đình. Khi đó, tiền lãi phải trả sẽ tính trên số tiền sử dụng là 5 triệu đồng. Và Hải vẫn có thể tiếp tục sử dụng 45 triệu đồng còn lại trong hạn mức với các mục đích khác. Nhận tiền giải ngân ngay sau khi xét duyệt hồ sơ thành công. Sau khi tiếp nhận hồ sơ Inscredit sẽ tiến hành xét duyệt chỉ trong vòng vài phút. Tiền giải ngân sẽ được chuyển vào tài khoản khách hàng trong vòng 1 đến 2 ngày làm việc. Lãi suất vay hấp dẫn miễn phí lãi suất cho khoản vay đầu, không thu thêm bất kỳ khoản phí nào khác. Các thông tin về khoản vay như lãi suất, phí dịch vụ và các điều khoản khác sẽ được công khai minh bạch đến khách hàng khi khoản vay được phê duyệt. Ứng dụng hoạt động 24 trên 7 khách hàng có thể vay tiền mọi lúc khi cần kể cả các ngày lễ. Hạn chế, giống như những dịch vụ vay tiền online khác, lãi suất vay tại Inscredit vẫn cao hơn so với vay ở ngân hàng. Hiện nay, ứng dụng vay tiền Inscredit mới chỉ được hỗ trợ trên hệ điều hành Android vậy nên khách hàng sử dụng điện thoại iOS không thể sử dụng dịch vụ này. Khi thanh toán sớm trước kỳ hạn hoặc thanh toán trên các bạn đều phải đóng phí phạt theo quy định của Inscredit. NG cần người bảo lãnh được phát triển bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Tero. Thông qua Inscredit, khách hàng sẽ được cấp một hạn mức tín dụng cao lên đến 50 triệu đồng, có thể rút tiền mặt từ hạn mức này nhiều lần và chỉ bị tính lãi trên số tiền đã sử dụng. Sau khi khách hàng hoàn trả đúng hạn, hạn mức tín dụng sẽ tự động được bổ sung. Điều kiện vay tiền tại InsCredit, điều kiện khi vay tiền trả góp bằng chứng minh nhân dân tại InsCredit cũng khá đơn giản, chỉ cần khách hàng đáp ứng đủ các tiêu chí như sau: Khách hàng trên 20 tuổi, là công dân sinh sống và làm việc tại Việt Nam, có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn hiệu lực, rõ thông tin, có tài khoản ngân hàng chính chủ, có thu nhập ổn định trên 3 triệu mỗi tháng. Chi tiết sản phẩm vay tiền tại InsCredit, hạn mức và kỳ hạn vay Credit cấp hạn mức tín dụng cho người đi vay từ 1 đến 50 triệu đồng. Khách hàng hoàn toàn được chủ động chọn khoản vay mong muốn trong hạn mức mà Credit đã cấp. Kỳ hạn cho vay tại Credit là từ 3 đến 6 tháng và có thể kéo dài nhất tối đa trong 6 kỳ. Lãi suất và phí dịch vụ. Hiện nay, Credit được xem là ứng dụng có lãi suất vay tiền cạnh tranh nhất trên thị trường. Lãi suất cao nhất tại đây là 18% một năm. Lãi suất vay sẽ dựa trên hồ sơ của khách hàng. Đồng thời khách hàng sử dụng bao nhiêu chỉ cần trả lãi bấy nhiêu. Điều này có nghĩa là lãi suất chỉ được tính dựa trên số tiền khách hàng đã sử dụng không tính theo tổng hạn mức tín dụng được xét duyệt. Ngoài phần lãi suất, khách hàng sẽ phải đóng thêm phí hồ sơ và bảo hiểm khoản vay theo các kỳ thanh toán. Tất cả thông tin về lãi suất vay sẽ được thông báo công khai đến khách hàng khi hồ sơ được xét duyệt. Hướng dẫn đăng ký hồ sơ vay tiền tại Inscredit. Khi đăng ký vay tiền gấp 24 giờ tại Inscredit, quy trình các bạn cần phải thực hiện như sau. Bước 1. Đăng ký tài khoản. Đầu tiên, các bạn cần tải ứng dụng Inscredit về điện thoại, sau đó đăng nhập tạo tài khoản bằng số điện thoại và cài đặt mật khẩu. Tiếp theo, hệ thống sẽ gửi cho bạn một mã OTP qua tin nhắn hoặc cuộc gọi thoại. Các bạn nhập mã OTP này vào và ô và bấm đi nhận tiền để thực hiện bước tiếp theo. Bước 2, cài đặt mật khẩu cho tài khoản. Để tăng tính bảo mật cho tài khoản, các bạn nên cài đặt mật khẩu cho tài khoản vay của mình. Mật khẩu sẽ gồm dãy trên 8 ký tự gồm cả chữ có chữ cái in hoa, lẫn số do khách hàng tùy ý cài đặt. Nếu không muốn các bạn có thể bỏ qua bước này. Bước 3, điền thông tin cá nhân. Ở bước này, các bạn cần điền chính xác thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu của hệ thống. Các thông tin cần cung cấp sẽ bao gồm: họ tên người vay, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giới tính, học vấn, tình trạng hôn nhân, địa chỉ, tình trạng nhà ở, có khoản vay nào khác hay không và có nợ xấu hay không. Bước 4, cung cấp thông tin công việc. Thông tin công việc và thu nhập là một yếu tố vô cùng quan trọng quyết định khoản vay của bạn có được xét duyệt hay không và hạn mức vay được chấp nhận cao hay thấp. Vì vậy, các bạn cần điền thật chính xác thông tin này. Với thông tin công việc, các bạn cần cung cấp về nghề nghiệp, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại công ty, thời gian bắt đầu làm việc, thu nhập hàng tháng. Bước 5, điền thông tin người tham chiếu. Ở bước này, các bạn cần điền thông tin của hai người liên hệ để tăng thêm tính tin cậy cho hồ sơ. Người liên hệ có thể là bố mẹ, anh chị em, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Sau khi cung cấp thông tin các bạn chuyển đến bước tiếp theo. Bước 6, cung cấp ảnh chân dung. Các bạn chụp ảnh chân dung của mình không mang kính, không đội mũ ở điều kiện ánh sáng đầy đủ. Để chụp hãy bấm vào tôi biết rồi và thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống. Bước 7, cung cấp ảnh chứng minh nhân dân, thẻ căn cước. Tiếp theo, bạn cần chụp ảnh mặt trước và mặt sau của chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước của mình để tải lên hệ thống. Sau bước này ngân hàng sẽ gửi thông báo về hạn mức mà bạn có thể vay. Bước 8. Ký tên xác nhận đơn vay. Ở bước này, bạn ký tên của bạn tại khu vực quy định và hoàn tất đơn vay. Ngay sau đơn vay được gửi đi, Inscredit sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ của bạn ngay lập tức. Bước 9. Cung cấp số tài khoản và nhận giải ngân. Nếu hồ sơ của bạn được xét duyệt, Inscredit sẽ gửi cho bạn một bản hợp đồng điện tử gồm đầy đủ các thông tin về khoản vay. Tiếp theo, bạn cần cung cấp số tài khoản chính chủ mình đang sử dụng để nhận giải ngân khoản vay trong vòng 1 đến 2 ngày làm việc tiếp theo. Một số câu hỏi thường gặp, InsCredit có lừa đảo không? InsCredit là địa chỉ cung cấp các khoản vay online nhanh chóng, được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, gần đây trong cộng đồng xuất hiện tin đồn về vấn đề InsCredit lừa đảo. Tuy nhiên đây hoàn toàn là những thông tin bịa đặt. Khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn InsCredit bởi những lý do sau. Thứ nhất, Inscredit là thương hiệu đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Inscredit Co., Ltd. Đây là một công ty tài chính nổi tiếng trên thị trường Việt Nam. Công ty có giấy phép kinh doanh và đầy đủ những văn bản pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng về vấn đề pháp lý. Tiếp theo, mọi thông tin về khoản vay như lãi suất, phí dịch vụ và các điều khoản khác sẽ được công khai minh bạch đến khách hàng khi khoản vay được phê duyệt. Đặc biệt, sản phẩm vay tại Inscredit rất đa dạng hơn nữa có nhiều ưu điểm hơn về thời hạn cũng như hạn mức vay so với các công ty tài chính khác. Vì vậy, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn Inscredit. Nợ xấu vay tiền tại Inscredit, Việt Nam được không? Nếu tại thời điểm thẩm định và phê duyệt, khách hàng không có nợ quá hạn từ 10 ngày trở lên, Inscredit có thể vẫn sẽ tạo điều kiện cấp vốn như khách hàng thông thường.